Sở hữu dàn diễn viên với các gương mặt bảo chứng về chất lượng diễn xuất, Quỷ Cầu mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho người xem ở những đoạn khai thác tâm lý nhân vật. Đặc biệt, sự chuyển biến sắc thái của các thành viên trong gia đình ông Mạnh, Đào Anh Tuấn thủ vai sau khi đối diện với hàng loạt hiện tượng quỷ dị cũng được các diễn viên thể hiện tròn trịa. Đặc biệt, không thể không kể đến màn trình diễn đỉnh cao của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Theo đó, bà Nga của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân trong Quỷ Cầu là một phụ nữ miền Nam vào làm dâu gia đình người Bắc. Trong suốt những năm tháng làm dâu, bà phải sống chịu đựng dưới sự gia trưởng của ông Mạnh và coi thường của bà Thúy, Vân Dung đóng. Tuy nhiên, bà được chọn yên lặng và chấp nhận. Ở nửa đầu thời lượng của phim, sự hiểu chuyện đến đau lòng của bà Nga khiến người xem cảm thấy chua xót và tức giận. Cho đến khi bà Nga phát hiện Liễu do Nam Thư thủ vai, lén lút qua lại với chồng mình, thậm chí còn mang thai. Để rồi ngay trước bàn thờ của chồng, chính sự trơ trẽn của Liễu đã khiến bà không thể kiềm nổi sự tức giận mà bộc phát. Màn đánh ghen này cũng là một trong những phần đoạn ấn tượng trong phim góp phần đẩy mạnh cao trào cho người xem. Bởi không chỉ bật mí một bí mật động trời dẫn đến sự oan trái trong gia đình, lẫn phản kháng của ông Quyết do Quốc Quân đóng. Phần cảnh còn thể hiện rõ nhất thực lực diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân cùng Nam Thư. Cảnh phim ám ảnh khán giả bởi ánh mắt quá chân thật của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân.